Chào mừng anh chị đã quay trở lại kênh của công ty cà phê Leon. Anh chị đang tìm mua máy pha cà phê và có một số cái sai lầm khi anh chị đi tìm mua máy pha cà phê là anh chị chỉ việc lúc nào cũng chăm chăm đi tìm cái chỗ chuyên cung cấp máy pha, rồi sau đó thì mình lại đi tìm chỗ để cung cấp mua cà phê hạt pha máy. Vậy tại sao anh chị không tìm tới công ty cà phê Leon? Chúng tôi mạnh cả việc cung cấp máy pha đồng thời chuyên cung cấp sản phẩm cà phê pha máy. Đó, thì sau trong cái clip này tôi sẽ tư vấn cho mình 4 cái dòng máy pha cà phê nhập khẩu trực tiếp từ Ý. Đồng thời sẽ tư vấn cho mình những cái quyền lợi chính sách khi mà anh chị mua máy pha của công ty cà phê Leon chúng tôi. Ok, chúng tôi sẽ bắt đầu từ dòng máy 2 rút. Sau đó là chúng ta sẽ đi xuống 1 rút nha anh chị. Thì dòng máy 2 rút này thì chúng ta đang đứng trước mặt là dòng máy pha của tên là Nova Simonelli FBA2 của thương hiệu của Ý, một thương hiệu rất nổi tiếng trong ngành cà phê. Thì máy pha này công suất của máy pha hoạt động là tối đa là 960 ly một ngày và công suất pha liên tục là 120 ly một giờ, đáp ứng thỏa mãn cái nhu cầu của anh chị. Thì cái mức giá của cái dòng này tại công ty cà phê Leon sẽ cung cấp cho anh chị hai cái mức giá tốt như sau. Thì mức giá mà máy đã qua sử dụng thì có mức giá là tầm 60 triệu đồng, còn mức mới 100% là tầm gần 100 triệu đồng. Thì khi mà anh chị mua sản phẩm máy pha cà phê từ công ty cà phê Leon thì anh chị sẽ được kèm theo đó là được mua cà phê với giá sỉ của nhà máy sản xuất của chúng tôi. Thì cái giá sỉ tức là chúng tôi đang cung cấp cà phê này, trên tay tôi là sản phẩm Gu số 1 với mức giá là 150.000. Thì một ký cà phê pha máy này sẽ thông thường là mình sẽ pha được khoảng tầm 60 ly, thì giá cốt của một ly là khoảng tầm 2.500. Thì khi mà anh chị mua máy pha thì anh chị sẽ được công ty cà phê Leon bảo trợ đứng đằng sau để tư vấn cái gu cà phê. Ngoài cái việc mà cung cấp cà phê ra, chúng tôi sẽ tư vấn cho mình cái gu cà phê phù hợp tại khu vực của anh chị. Làm sao chúng tôi biết được cái gu phù hợp? Tại vì chúng tôi đang có khoảng tầm hơn 500 điểm nhượng quyền trên toàn lãnh thổ Việt Nam này. Chúng tôi biết cái khu vực mà anh chị đang kinh doanh này đang cần cái độ đắng, độ chua, độ đậm, thậm chí là cái lượng đường của một ly của cái người dân tại khu đó uống là bao nhiêu ml. Đó, thì chúng tôi sẽ biết được cái khẩu vị của cái người đó và chúng tôi sẽ cung cấp cho anh chị, tư vấn cho anh chị là nếu anh chị nên xài cái gu nào, số mấy, bao nhiêu tiền. Đó, thì cứ tức là khi mà anh chị mua một cái máy này thì anh chị sẽ được cái sự bảo đảm quyền lợi, bảo đảm được cái sự thành công của anh chị khi mua máy. Còn nếu mà giả sử như anh chị đi mua máy pha của một nhà chuyên cung cấp máy pha, họ chỉ biết việc bán máy cho anh chị thôi chứ không thể nào bảo đảm cho anh chị được là tôi sẽ cung cấp cho anh chị cái sản phẩm nào phù hợp tại cái khu vực của anh chị. Tôi lấy ví dụ như là sản phẩm tại bên chỗ khu vực Bến Tre đi, miền Tây, thì cái khu đó thì lượng đường là bao nhiêu thì cái người chuyên cung cấp về máy pha đó họ không biết được, chỉ tại Leon thôi. Tại vì có công ty Leon này đang công ty của chúng tôi đang có khoảng tầm mười mấy điểm tại Bến Tre, chúng tôi biết được cái khẩu vị chung của cái người dân khu đó, chúng tôi sẽ cung cấp tư vấn cho anh chị về cái sản phẩm cà phê này. Ok, tiếp theo đó thì chúng tôi sẽ tư vấn cho anh chị là dòng máy pha cà phê 2 rút thứ hai, là dòng máy pha cà phê của tên thương hiệu là Carimali Pratica E2 của đến từ thương hiệu của Ý. Đó, bề ngoài, xét về bề ngoài thôi thì nó sẽ nhỏ gọn hơn so với cái dòng hồi nãy mà tôi tư vấn là dòng Nova Simonelli. Nhỏ gọn tức là sao? Tức là chiều dài nó sẽ ngắn hơn. Thì cái tầm giá nó sẽ dễ thở hơn tí xíu, là nó sẽ khoảng tầm 60 triệu đồng thôi. Thì anh chị đã sở hữu 100% máy mới nha, chứ không phải máy cũ. Máy cũ là công ty cà phê Leon không có, chỉ có máy mới 100% thôi. Với mức giá là tầm 60 triệu đồng này, tôi nghĩ là cái mức mà tầm 60 triệu đồng này là mức khá là phù hợp và dễ chịu đối với những cái mô hình quán lớn. Thì tại sao tôi không giới thiệu những cái dòng máy mà trên 100, trên 200 triệu đồng? Thật ra máy cũng chỉ là máy thôi, chứ không phải nào mà nó tạo ra một ly cà phê mà nó tuyệt đỉnh. Tuyệt đỉnh của cà phê, chất lượng cà phê nó sẽ đến từ nhiều yếu tố như là cà phê, đến từ cái nguồn chất lượng cà phê nhân này, chất lượng cà phê rang này, rồi về kỹ thuật của barista, rồi sau đó mới là máy. Đó, theo tôi máy chỉ chiếm khoảng tầm 10-15% thôi. Nên vì thế cần gì tội gì mà phải đầu tư tới 200 triệu vô những cái dòng máy 2 rút làm chi. Với 60 triệu đồng này anh chị đã sử dụng sự hở hữu cho mình dòng máy pha nổi tiếng, uy tín, bảo đảm luôn, là của Carimali đến từ thương hiệu của Ý. Đó,
Thì cái quyền lợi của anh chị ngoài cái việc mà mua cà phê giá tốt ra thì chúng tôi sẽ bảo hành bảo trì cho mình trong suốt quá trình mình kinh doanh. Bảo trì bảo hành tức là dòng khi mà giả sử như là những cái bộ phận bên trong nó có hư hỏng thì cứ việc bắt máy gọi lên là công ty Lion xử lý miễn phí thôi, không có gì mà khó khăn hết. Ngoài ra bảo trì tức là sao, chúng tôi sẽ cử kỹ thuật xuống để phụ anh chị bảo trì hàng tháng thường xuyên cho mình, xem anh chị pha sao như thế nào, có tốt hay không, có đúng cách hay không, pha dòng chảy có kẹo hay không. Thì cái chỗ mà chuyên cung cấp về máy pha á, làm sao mà họ có thể cử nhân viên của họ xuống hàng tháng cho anh chị được, tại vì họ đâu có cung cấp cho mình cà phê để cho họ có một cái lợi nhuận để chăm sóc anh chị thường xuyên được. Thì chúng tôi sẽ chăm sóc mình thường xuyên luôn, thì anh chị cứ yên tâm tuyệt đối nếu mà hợp tác với Lion đó. Thì ngoài cái dòng máy 2 rút ra thì chúng tôi sẽ tư vấn tiếp cho mình cái dòng máy pha 1 rút. Thì trong cái việc 1 rút này á, thì cái dòng máy pha đại diện mà chúng tôi đang đề cập tới là dòng máy pha Casio đến từ thương hiệu của Ý. Casio thì đây là một cái tên rất là quen thuộc trong ngành cà phê rồi. Đó, ai mà đã từng buôn bán kinh doanh hoặc là đã từng pha cà phê pha máy thì không thể nào không biết cái dòng này. Casio là dòng máy pha chuyên dùng. Đó, thì dòng máy pha này muốn sở hữu thì khoảng tầm bao nhiêu tiền? Khoảng tầm từ 45 tới 55 triệu đồng. 45 55 triệu đồng tức là sao? Máy cũ là khoảng tầm 45, máy mới là khoảng tầm 55 triệu đồng. Đó. Thì tại Lion với dòng máy này thì chúng tôi đang có hai cái sự lựa chọn cho anh chị. Máy cũ là 45, máy mới là 55, là tầm giá thôi, có thể dao động 1 2 triệu tùy thời điểm. Đó. Thì khi anh chị ngoài cái việc mà bảo hành bảo trì ra như hồi nãy tôi nói xong á thì chúng tôi đang có một cái chương trình cực kỳ hấp dẫn cho mình luôn, là cung chương trình là hoàn tiền 4 triệu đồng khi anh chị mua đủ 200 kg. Ví dụ như là anh chị mua máy pha 50 triệu thì trừ đi 4 triệu đồng này, khi mua đủ 200 kg là còn 46 triệu. Rất là ưu đãi và chỉ có tại Lion mới có cái chính sách này. Đó. Thì tất cả các dòng máy pha mà chúng tôi đang đề cập tới là đều nhập khẩu trực tiếp từ Ý, không phải qua là của Trung Quốc hay Đức hay Tây Ban Nha hết. Cứ Ý mà xài thôi. Đây là tất cả máy pha của Ý hết. Ok. Thì có một cái sự lựa chọn giá mềm hơn, tốt tương đương. Đây là dòng máy pha mà chúng tôi đang muốn nói tới. Giá nó sẽ mềm hơn nha anh chị. Đây là dòng máy pha. Dòng máy pha này nó sẽ giá nó mềm hơn, mềm hơn 5 triệu đồng. Thì máy mới nha anh chị là khoảng tầm 40 tới 50 triệu đồng. Máy mới khoảng tầm từ 40 đến 50 triệu đồng tùy theo thời điểm. Tôi cam kết là giá nó sẽ mềm hơn với Casio khoảng tầm 5 triệu đồng đó. Nếu anh chị nào mà cảm giác như là Casio mà giá cao quá thì mình chuyển sang cái dòng máy này. Dòng máy này thì nó sẽ về chức năng, về công suất, về độ bền, đó, tuổi thọ y chang như Casio thôi. Chỉ khác cái kích thước với trọng lượng nó sẽ nhỏ gọn hơn một tí xíu đó. Nhưng được bù lại thì nó sẽ rẻ hơn khoảng tầm 5 triệu đồng. Thì khi mà anh chị mua máy pha, bất kể máy pha nào của công ty cà phê Lion luôn, thì ngoài những cái chính sách mà tôi nói hồi nãy ra xong á, thì mình sẽ có thêm một cái chính sách. Chính sách này là chỉ có tại Lion, tại Việt Nam này mới có thôi, là chính sách thu hồi 60% khi anh chị gặp rủi ro. Gặp rủi ro tức là sao? Ví dụ như mình đang bán đi, mình bị một cái vấn đề gì đó nó cản trở mình không kinh doanh nữa, mình muốn trả lại cái máy này, thì anh chị chỉ việc nhấc máy, nhấc điện thoại lên gọi cho Lion và chúng tôi sẽ thu lại 60% cái giá trị ban đầu anh chị mua cái sản phẩm này. Ví dụ anh chị mua cái sản phẩm này lúc đầu là 50 thì chúng tôi thu 60% của cái 50 triệu đồng này đó. Ngoài ra thì tất cả các sản phẩm này chúng tôi đều hướng dẫn cách sử dụng các dụng cụ này chức năng làm sao như thế nào, rồi cái nút này sẽ cài đặt sao như thế nào hết đó, rồi những cái lưu ý mà anh chị sử dụng trong quá trình mình vận hành kinh doanh đó. Nói chung là Lion biết cái gì là sẽ truyền hết cho anh chị để anh chị hiểu rõ cái máy móc này trước, rồi sau đó mới hướng dẫn cái cách pha chế, pha ra espresso, rồi cà phê đá, cà phê pha phin, rồi những cái món nước khác luôn, thậm chí là cái món như là trà đào, soda, mojito, chúng tôi hướng dẫn hết cho mình cách làm nước cốt chanh sả, cách làm đường nước đó. Tức là anh chị mua một cái máy thôi mà anh chị sẽ được hưởng tất cả những cái quyền lợi như hồi nãy và kèm thêm là những cái công thức hướng dẫn cách pha chế khác đó. Rất là tuyệt vời. Thì tôi nhắc lại, nếu mà giả sử như anh chị mua máy pha cà phê, anh chị đang tìm mua máy pha cà phê đó, thì hãy tìm một cái chỗ mà chuyên cung cấp máy pha cà phê và chuyên cả cái hạt cà phê pha máy luôn.
chứ đừng tìm cái chỗ mà chuyên cung cấp máy pha mà họ không mạnh ở cái khoản mà cà phê đó, thì như vậy họ mới giúp cho anh chị được nhiều hơn, rồi cái sự hợp tác, sự tương tác nó sẽ cao hơn đó. Mọi thắc mắc của anh chị hoặc là anh chị nào muốn mua máy, hãy để lại số điện thoại ở phía dưới, chúng tôi sẽ liên hệ lại anh chị sớm nhất. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi chương trình này.